ba nước Baltic gia tăng căng thẳng với Nga, nguy cơ xung đột chỉ sau 15 phút. Yếu tố tiên quyết để Ukraine phá thế bế tắc chiến trường vào năm 2024 Tư lệnh quân đội Valery Zaludny đang trở thành ngôi sao sáng ở Ukraine Ông Medvedev cảnh báo một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO dẫn tới Thế chiến 3 Hamas cảnh báo sẽ không có con tin nào còn sống và rời khỏi lãnh thổ. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, các quốc gia vùng Baltic đang có nguy cơ bùng nổ chiến tranh với Nga. Các cửa khẩu với biên giới Nga đang xảy ra tình trạng tắc nghẽn bất thường có thể đây là một kế hoạch của phương Tây nhằm kim kẹp Nga. Và bên cạnh đó, trong số các nước trên, có một nước vừa thông báo đang chuẩn bị kế hoạch đối phó Moscow. Trong thời gian gần đây, các quốc gia vùng Baltic, bao gồm Estonia, Litva và Latvia, đều có động thái làm gia tăng căng thẳng với Nga. Theo Cơ quan Hải quan Liên bang Nga, FCS, tại cửa khẩu biên giới Litva và vùng Kaliningrad của Nga đã xảy ra tình trạng tăng nghẽn bất thường trong khi đó, Latvia đang áp dụng các biện pháp phi Nga hóa nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Nga. Giới phân tích cho rằng động thái của các nước châu Âu thuộc NATO gần đây, đặc biệt như việc sẵn sàng đóng cửa biên giới, là một tín hiệu quan trọng. Những bước đi này có thể nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của phương Tây nhằm khóa chặt vùng Kaliningrad của Nga. Trước đó, các nước thuộc vùng Baltic buộc phải xem xét đến việc đóng cửa biên giới với Nga do lo ngại Điện Kremlin đang vũ khí hóa người tị nạn, từ đó tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư mới trên khắp châu Âu. Mối lo ngại của Latvia, Litva và Estonia càng lớn hơn sau khi Phần Lan đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Nga trong hai tuần tới do hàng trăm người di cư không có giấy tờ tùy thân từ các nước thứ ba ở châu Phi và châu Á bỗng tràn vào quốc gia Bắc Âu này. Giới chức Latvia cũng không loại trừ khả năng đóng hoàn toàn các cửa khẩu phía đông nước này giáp Nga và Belarus nếu diễn biến trong khu vực xấu đi, đe dọa đến an ninh đất nước. Trước đó ít lâu, các quan chức Estonia cũng chuẩn bị cho khả năng đóng cửa biên giới với Nga để ngăn dòng người vượt biên vào EU từ Nga. Đồng thời, quan chức này cũng tố Nga đang sử dụng dòng người di cư để thực hiện các hành động lạ. Một quan chức cấp cao của chính phủ Latvia nói với tờ Politico rằng các quốc gia vùng Baltic đang giám sát cẩn thận tình hình biên giới của mình với vùng Kaliningrad của Nga và sẽ có phản ứng nếu có bất kỳ thay đổi nào. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cảnh báo Nga đang sử dụng làn sóng người di cư như một công cụ để gây áp lực lên các nước ở châu Âu nhằm đáp trả NATO sau khi Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này. Lực lượng biên phòng Phần Lan còn tung bằng chứng chứng minh Moscow hỗ trợ dòng người di cư vượt biên và đóng các trạm kiểm tra an ninh ở phía Nga để ngăn những người tị nạn này quay trở lại Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận mọi cáo buộc về vấn đề trên. Theo tờ Newsweek, một nhà phân tích quân sự mới đây đã đưa ra dự đoán về việc các nước Baltic và chiến lược hóa Kaliningrad liệu có phát huy tác dụng với Nga nếu chiến tranh. Cụ thể, khi xuất hiện trong chương trình do nhà tuyên truyền nổi tiếng người Nga Vladimir Solovyov tổ chức, ông Stanislav Krapivnik, nhà phân tích các vấn đề quân sự người Mỹ gốc Nga và trước đây từng phục vụ ở quân đội Mỹ cho rằng các quốc gia vùng Baltic thuộc Liên Xô cũ như Estonia, Latvia và Litva sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga. Song cuộc chiến sẽ không kéo dài lâu bởi các quốc gia này sẽ sớm thất thủ khi đối đầu Moscow. Ông Krapivnik nói, Mục tiêu tiếp theo của Nga sẽ là vùng Baltic. Họ, các quốc gia Baltic, nói đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga. Vậy thì cuộc chiến này sẽ có dài bao lâu? Khoảng 15 phút mà thôi. Việc Nga có số lượng tiểu đoàn tác chiến trên bộ gần gấp đôi NATO và sở hữu vũ khí hạng nặng nhiều hơn hẳn so với lực lượng phòng thủ vùng Baltic, thậm chí có thể khiến thủ đô của các quốc gia trong khu vực này thất thủ ngay sau 36 giờ đồng hồ kể từ khi chiến sự nổ ra. Tuy nhiên, lực lượng Nga giờ đây đã tiêu hao đáng kể do cuộc chiến ở Ukraine. Bên cạnh đó, theo Newsweek, trong suốt khoảng thời gian Moscow bận biệu với chiến dịch quân sự đặc biệt, các quốc gia Baltic đã nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Do đó, các nhận định về sức mạnh áp đảo của Nga có thể không còn chính xác. Thưa quý vị, một số nhà quan sát cho rằng, một chiến dịch chống gây nhiễu quy mô lớn hoàn toàn có thể trở thành điều kiện tiền quyết nếu Ukraine muốn phá vỡ thế bế tắc hiện nay và tạo nên những bước tiến đáng chú ý trong năm 2024. HARM AGM-88 ở Donetsk cũng như Makivka thuộc khu vực Donbas ở phía đông Ukraine. HARM dẫn đường bằng radar được phóng từ tiêm kích MiG-29 và Su-27 của Ukraine có lẽ đã nhắm vào các hệ thống phòng không của Nga ở trong và quanh Donetsk, T cho biết Nga đã lắp đặt hệ thống gây nhiễu Oppo 21 lên các tòa nhà. Một số nhà quan sát cho rằng một chiến dịch chống gây nhiễu quy mô lớn hoàn toàn có thể trở thành điều kiện tiên quyết nếu Ukraine muốn phá vỡ thế bế tắc hiện nay và tạo nên những bước tiến đáng chú ý trong năm 2024. Lực lượng không quân Ukraine hiện đang thiếu phi công, máy bay chiến đấu và đạn dược để đạt được ưu thế trên không trên tiền tuyến trải dài cả nghìn km. Ukraine không thể kiểm soát không phận ở mọi nơi nhưng có thể kiểm soát không phận trực tiếp trên giới tuyến, nơi mà sự kiểm soát này đóng vai trò quan trọng để tiến hành thành công các chiến dịch mặt đất. Điều này cũng đóng vai trò quan trọng bởi cả quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng hàng nghìn UAV mang chất nổ để phá hủy các phương tiện và bộ binh của đối phương. Các UAV góc nhìn thứ nhất, FPV, có lẽ là vũ khí nguy hiểm thứ ba trên chiến trường chỉ sau pháo và mìn. Khi một bên hoặc bên còn lại vô hiệu hóa các UAV của đối phương trong khi tiếp tục điều khiển UAV của mình, thì tác động trên thực địa sẽ rất rõ ràng. Bên có ít UAV hơn sẽ bị tê liệt, bên sở hữu nhiều UAV hơn vẫn có thể hoạt động tự do và tấn công đối phương. Nhìn vào Krynky, một khu vực nhỏ nga kiểm soát ở tả ngạn sông Dnieper, mùa thu này các lực lượng của Ukraine đã gây nhiễu UAV cũng như tấn công các hệ thống gây nhiễu của nga tại đây. Điều đó đã tạo nên một tử địa cho UAV nga ở Krynky và cho phép thủy quân lục chiến Ukraine tấn công dọc sông một cách an toàn khi họ chiến đấu để đảm bảo một đầu cầu ở Krynky, thủy quân lục chiến Ukraine đã giành ưu thế trên không. Dù vậy, ưu thế này không ngăn cản được lực lượng không quân Nga sử dụng bom lượn tấn công vào Krynky từ khoảng cách 40 km. Tuy nhiên, Kiev đã ngăn cản quân đội Nga và các trung đoàn tấn công trên không không thể tiến hành một cuộc phản công lớn đe dọa đầu cầu của Ukraine. Mỗi lần phương tiện của Nga tiếp cận Krynky, một đội quân UAV của Ukraine lại tấn công nó, trong khi Moscow không thể tấn công lại bằng các UAV của họ. Tất cả điều đó cho thấy gây nhiễu và chống gây nhiễu không còn là những hệ thống xa lạ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chúng đóng vai trò quan trọng để tiến hành tấn công mặt đất thành công cũng như thực hiện các chiến thuật bộ binh, lên kế hoạch pháo binh và tích trữ hậu cần. Cùng với thiết bị dọn mìn, việc sử dụng các phương tiện này đóng vai trò thiết yếu nếu Ukraine muốn có cơ hội tổ chức một chiến dịch trên bộ vào năm sau. Ít nhất một quan chức cấp cao Ukraine đã dự đoán được điều này. Tướng Valery Zaluzny, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, đã lên danh sách những nhu cầu cấp bách nhất của quân đội nước này, trong đó có các hệ thống tác chiến điện tử cùng với các hệ thống chỉ huy, chống mìn, phản pháo và phòng không. Các đối tác của Ukraine hy vọng các tên lửa HRM có thể nhằm vào hệ thống Pol-21 hoặc một vài hệ thống gây nhiễu khác của Nga trong những cuộc tấn công gần đây ở Donbass. Để tạo điều kiện cho các cuộc tấn công thành công vào năm 2024, Ukraine sẽ cần tiến hành nhiều cuộc đột kích chống gây nhiễu. Nếu có một lý do chính để lo ngại chiến dịch này không xảy ra, thì đó là việc HRM là một tên lửa do Mỹ sản xuất và là một trong những loại vũ khí Washington thường xuyên hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên hiện nay, Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội đang cản trở đề xuất của Tổng thống Joe Biden về việc dành 61 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự Ukraine vào năm tới. Không có tiền, lực lượng không quân Ukraine sẽ sớm cạn kịp tên lửa cần thiết để tấn công các hệ thống gây nhiễu của Nga. Theo AviaPro, Pro, lực lượng Nga ở Bắc Bakhmut, Artemov đã được ghi nhận một số thành công trong những giờ qua. Sau khi kiểm soát được làng Kremove ở chính tây Bắc Mút, quân đội Nga đã tiến lên theo cả hướng Bắc về hồ chứa nước Berkovsky và ở hướng Nam là khu vực phía Bắc làng Kalitschiefka. Trước đó, phía Nga đã để mất Kalitschiefka nằm ở phía tây nam Bắc Mút gần 3 tháng trước. Trang tin Nga nhấn mạnh rằng nếu mũi tiến công kiểm soát được khu vực phía Bắc Kalitschiefka, nơi có các điểm cao có thể kiểm soát hỏa lực tới thành trì Chasovya của Ukraine, đó sẽ là một thành công chiến lược. Một video được ghi hình trong căn cứ của tiểu đoàn 1, lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 4 của Nga, cũng như điểm triển khai các FPV drone, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất mang chất nổ và trận địa pháo đã được đăng tải lên Internet. Đoạn video dài hơn 4 phút cho thấy cách đơn vị này nhanh chóng đánh bật lực lượng phòng thủ Ukraine ra khỏi các công sự và tái chiếm cao điểm 215,7 gần Kalitschiepka như thế nào. Mặc dù rõ ràng, đây là một video tuyên truyền của phía Nga, nhưng không khó để nhận ra một đơn vị cấp tiểu đoàn của họ đang được trang bị công nghệ tận răng như thế nào. Ít ngày trước, trong một bài viết được Top World U đăng tải, chuyên gia Nga Evgeny Fedorov từng lưu ý rằng, với phía Nga, UAV drone không phải là một trong những vũ khí chính mà họ sử dụng ở Ukraine, đặc biệt là trong thời gian nắm thế chủ động. Cho đến nay, chưa có bất kỳ hoạt động tấn công nào của phía Nga được thực hiện chỉ nhờ UAV drone. Tuy nhiên, ông Fedorov cũng bổ sung thêm, mặc dù UAV drone không thể giúp lật ngược tình thế ở bất kỳ đâu trên chiến trường Ukraine, nhưng chúng là vũ khí hoàn hảo cho thế trận chiến hào đang diễn ra. Theo chuyên gia Franz Stefan Gadi thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS nhận định, xung đột Nga-Ukraine đã rơi vào thế bế tắc khi không bên nào giành được ưu thế trên chiến trường. Chiến dịch phản công của Ukraine được phương Tây đặt nhiều kỳ vọng cũng không đem lại đột phá đáng kể. Theo ông Gadi, việc UAV liên tục hoạt động đã tạo ra một chiến trường rõ ràng hơn cho hai bên. UAV nâng cao khả năng trinh sát và thu thập thông tin tình báo thời gian thực hiện, khiến việc ẩn giấu các hoạt động chuyển quân, tập trung cơ giới quy mô lớn trước đối thủ gần như bất khả thi. Sự phổ biến của các thiết bị do thám như UAV cũng đồng nghĩa việc một lực lượng khi đã bị phát hiện sẽ ngay lập tức bị đạn pháo, tên lửa và UAV cảm tử của đối phương tấn công các đợt đột phá và tiến công cự ly dài giờ trở thành một trong những nhiệm vụ nguy hiểm và tổn thất cao nhất. Nếu đối phương có thể thấy mọi thứ hiện tại và sau tiền tuyến, trong đó có các đơn vị và thậm chí từng binh sĩ đang di chuyển phía sau, thì một cuộc tấn công truyền thống với bộ binh di chuyển, xe bọc thép yểm trợ chắc chắn sẽ gặp thất bại lớn. Để tránh UAV, binh sĩ Nga và Ukraine nếu không tham gia các chiến dịch lớn thường sẽ tiến công bằng các đơn vị bộ binh nhỏ di chuyển linh hoạt dọc chiến trường với pháo binh yểm trợ. Dĩ nhiên, một khi bị phát hiện thì vẫn chịu tổn thất, nhưng ít hơn so với một đợt tiến công quy mô lớn. Vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ rằng nước này chỉ duy trì liên lạc với văn phòng chính trị của nhóm phiến quân Hamas tại Doha, thủ đô của Qatar. Ông Lavrov giải thích Hamas đã thực hiện một cuộc khủng bố tàn bạo vào ngày 7 tháng 10 và chúng tôi đã ngay lập tức lên án hành động trên. Nhóm phiến quân này có một nhánh chính trị hoạt động ở Doha và chúng tôi có mối liên hệ với họ. Ngay sau cuộc tấn công, chúng tôi đã liên lạc với văn phòng này để thảo luận về số phận của những người bị bắt làm con tin. Khi Israel và Hamas đồng ý tạm thời đình chiến và trao đổi con tin vào tháng trước, Nga đã sơ tán hơn 750 công dân của mình, trong đó có 300 trẻ em khỏi vùng chiến sự và phần lớn đều trở về Moscow. Trong các thỏa thuận trao đổi con tin Hamas đã thả 110 người bị bắt cóc trong các cuộc tấn công, đổi lại Israel đã trả tự do cho 240 trẻ em và phụ nữ Palestine khỏi các nhà tù. Ngoài thỏa thuận con tin chính giữa Tây Jerusalem và Gaza, Nga khẳng định sẽ tiếp tục kêu gọi Hamas thả một số công dân của mình, đồng thời tiếp đón các phái đoàn Palestine tại Moscow. Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và khởi hành đến Ả Rập Xê Út ngay sau đó chuyến công du chớp nhoáng kéo dài chỉ trong một ngày nhằm giúp Moscow nâng cao vị thế của mình như một nhà môi giới quyền lực ở Trung Đông. Chuyến đi của ông Putin cũng diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Israel-Hamas. UAE và Ả Rập Xê Út, nơi tổ chức buổi gặp mặt giữa ông Putin và vị thái tử Mohammed bin Salman đầy quyền lực, là những nước chủ chốt trong số nhiều chủ thể quốc tế cố gắng tham gia đàm phán về một giải pháp cho cuộc chiến Israel-Hamas. Ông Putin có mối quan hệ cá nhân chặt chẽ với cả hai nhà cầm quyền. Nguyên thủ Nga đã tìm cách nâng cao hình ảnh Nga như một nhà môi giới quyền lực giữa làn sóng xung đột ở Trung Đông. Ông cũng thách thức Washington gọi cuộc xung đột là một thất bại trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Ông gợi ý cho Moscow đóng vai trò làm trung gian hòa giải thông qua mối quan hệ thân thiện với cả Israel và Palestine. Cuộc xung đột này đã có đóng góp vào những mục tiêu địa chính trị mà Nga muốn đạt được đánh lạc hướng các nhà lãnh đạo phương Tây khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, tạo cho Nga một cơ hội mới nhằm thu hút chú ý của công chúng toàn cầu trong thời buổi nhiều quốc gia bày tỏ đồng cảm với người Palestine. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay trinh sát không người lái của nước này đâm vào máy bay không người lái tấn công UAV của Ukraine có tên là Baba Yaga. Theo dữ liệu quân sự, Baba Yaga là dòng UAV 6 cánh do Ukraine sản xuất có tốc độ bay hơn 80 km h tải trọng tối đa 15 kg, tầm hoạt động 10 km. Được trang bị camera ảnh nhiệt, UAV này có thể phát hiện và tấn công mục tiêu vào ban đêm. Tờ Sputnik cho hay, sau khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, người điều khiển UAV Nga phát hiện thiết bị drone 6 cánh của Ukraine đang quay trở về vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngay sau đó, người điều khiển chiếc UAV của Nga đã quyết định hạ gục chiếc UAV đối phương theo một cách đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi bay lên cao, UAV của Nga bay theo quỹ đạo tương ứng và đâm vào máy bay không người lái của đối phương từ phía trên khiến nó rơi xuống đất. Theo nhiều dự đoán, nhiều khả năng vũ khí Nga sử dụng trong đoạn video chính là phiên bản mới của dòng máy bay không người lái UAV Lancet mang tên East Delay 53. Xuất hiện lần đầu tiên vào giữa năm 2022 trong cuộc xung đột với Ukraine với số lượng hạn chế, UAV Lancet vẫn chưa mang lại dấu ấn rõ nét đến đầu năm nay khi UAV này được Nga sử dụng hàng loạt để tấn công các thiết bị quân sự của Ukraine. Từ xe tăng đến pháo binh, UAV Lancet đã thu hút được sự chú ý của giới quân sự quốc tế. Phiên bản mới nhất của máy bay không người lái này có tên là East The Line 53, còn gọi là Z53, là một sự khác biệt hoàn toàn so với những phiên bản tiền nhiệm về mặt thiết kế, khi chỉ có một bộ cánh X có thể gặp lại được, tải trọng mang theo của máy bay từ 3 đến 5 kg. UAV mới có thể phóng từ các ống phóng, Cấu hình tương tự như súng cối, thay vì các đường dây khí nén được thiết kế đặc biệt như các phiên bản trước đó. Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quân sự Army 2023, Iskrae-53 được cho là có khả năng bay theo nhóm và có thể liên lạc cũng như phối hợp với máy bay không người lái khác để tìm kiếm và tấn công mục tiêu. Các nhà quan sát quân sự nga tin rằng hệ thống dẫn đường tự động mới của UAV Iskrae-53 có thể giúp UAV giảm sự phụ thuộc vào người điều khiển và tấn công mục tiêu chính xác hơn. Thưa quý vị, Tư lệnh quân đội Ukraine, ông Valery Zalutny đang trở thành ngôi sao sáng về quân sự và chính trị ở Ukraine, có thể cạnh tranh ảnh hưởng với Tổng thống Zelensky. Một số chuyên gia tại Ukraine cho hay, sau gần 2 năm xung đột, Đại tướng Zalutny được đánh giá là người có uy tín hàng đầu với người dân Ukraine và các đồng minh phương Tây chỉ đứng sau Tổng thống Zelensky. Trong bối cảnh Ukraine có thể tổ chức bầu cử tổng thống vào năm sau, tướng Zaluzny hoàn toàn có thể trở thành người cạnh tranh với ông Zelensky. Tờ Ukraska Pravda hồi đầu tháng 12 dẫn lời quan chức cấp cao giấu tên trong Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny đã than phiền với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng văn phòng tổng thống Ukraine thường xuyên can thiệp, cản trở công việc của ông. Một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề nói với tờ Newsweek của Mỹ rằng văn phòng Tổng thống Ukraine đang thấy những dấu hiệu rằng tướng Zaluzny muốn bước vào chính trường, điều được coi là không phù hợp khi xung đột với Nga chưa kết thúc. Ngày càng xuất hiện nhiều thông tin cho thấy lục đục nội bộ giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky với tướng Valery Zaluzny, người được mệnh danh là vị tướng thép giữa lúc chiến dịch phản công quy mô lớn bị đình trệ khiến Ukraine đối mặt sức ép gia tăng từ Nga và nguy cơ bị phương Tây bỏ rơi. Valery Zaluzny là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 7 năm 2021. Ông được ghi nhận là vị tướng đứng sau phần lớn các hành động quân sự của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Từ một người từng muốn trở thành diễn viên hài, ông Zaluzny đã trở thành vị chỉ huy quân sự âm thầm hiện đại hóa quân đội Ukraine kể từ năm 2014. Tướng Zaluzny công hiến trọn vẹn cho nỗ lực bảo vệ đất nước. Vào tháng 1 năm 2023, Vị tướng này còn tặng 1 triệu đô la Mỹ mà ông được thừa kế cho quân đội Ukraine. Các sĩ quan được đài phát thanh Donbass phỏng vấn gọi Zaluzny là một nhà lãnh đạo cởi mở, người hiểu các vấn đề của binh lính và sĩ quan cấp dưới và không ngại thực hiện những thay đổi quan trọng. Một chuyên gia đã nói với Insider rằng, Tôi nghĩ Zaluzny được yêu thích và ông không cố gắng áp đặt quyền lực của mình. Chắc chắn ông biết nên áp đặt nó ở đâu, nhưng ông không lạm dụng quyền lực của mình. Tướng Zaluzny hiện nay cực kỳ nổi tiếng với người Ukraine, đặc biệt ông được trao biệt danh, sắt không thể bẻ gãy. RT đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Mỹ vào ngày 12 tháng 12 theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre hôm 10 tháng 12 đã xác nhận chuyến thăm của Tổng thống Zelensky. Trong một tuyên bố hôm 10 tháng 12, Nhà Trắng cho biết hai nguyên thủ dự kiến sẽ bàn về những nhu cầu cấp bách của Ukraine cũng như tầm quan trọng sống còn của việc Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Động thái diễn ra khi chính quyền của ông Biden đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Quốc hội Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự bổ sung cho cả Ukraine và Israel. Reuters dẫn lời trợ lý Chủ tịch Thượng viện Mỹ tiết lộ Ông Zelensky cũng được mời phát biểu trước các thượng nghị sĩ của xứ sở cờ hoa trên đồi Capitol vào lúc 9 giờ miền Đông nước Mỹ, 21 giờ Việt Nam ngày 12 tháng 12. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, các chủ đề chính trong chuyến công du của ông Zelensky bao gồm hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine, đặc biệt thông qua các dự án chung về sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không cũng như các nỗ lực phối hợp giữa hai nước trong năm tới. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ lần thứ ba của Tổng thống Zelensky kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Chuyến công du Mỹ sắp tới của Tổng thống Zelensky diễn ra 3 tháng sau khi ông có cuộc gặp với Tổng thống Biden tại Nhà Trắng. Tại cuộc hội đàm hồi tháng 9, ông Biden đã nhắc lại cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine để đối phó Nga. Tuy nhiên, chính quyền tổng thống Biden đang gặp nhiều trở ngại trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Trước đó, vào tháng 6 năm 2021, tổng thống Biden cũng có mời tổng thống Ukraine tới Nhà Trắng. Thời điểm đó, tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraine và mở đường cho nước này gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Zelensky khi đó cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với quyết định cung cấp cho Ukraine 900.000 liều vaccine COVID-19 của Mỹ. Đồng thời, chính quyền của Tổng thống Biden khi đó cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev giữa lúc Ukraine phải đối mặt với phe ly khai, cũng như việc Moscow tăng hiện diện quân sự dọc biên giới phía đông nước này và bán đảo Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hành động của các anh hùng Nga tiêu diệt xe bọc thép và pháo binh của đối phương ở Ukraine đã đập tan huyền thoại về khả năng bất khả xâm phạm của các thiết bị quân sự phương Tây. Trước đó, tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã trao tặng huân chương sao vàng cho các anh hùng Nga. Ông Putin nhận định các anh hùng Nga đã hành động dũng cảm và can trường trong thành phần các đội xung kích. Các chỉ huy, trong đó có những người còn rất trẻ, đã tự mình nêu tấm gương sáng không hiếm khi bất chấp thương tích và hiểm nguy, tiên phong tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép khác và các kiếp pháo binh của đối phương, kể cả những vũ khí do phương Tây sản xuất và đã hoàn toàn đập tan huyền thoại về khả năng bất khả xâm phạm của công nghệ phương Tây. Như Tổng thống Nga lưu ý, trong số những người nhận giải, có nhiều người sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại, máy bay không người lái và có những người đã hy sinh thân mình để cứu và vận chuyển các đồng đội thương binh. Tất cả những người được trao giải thưởng đều thể hiện sự gan dạ đặc biệt và tổng thống Nga cảm tạ các anh hùng vì công lao phục vụ của họ trong quân ngũ. Tại cuộc gặp này, ông Putin cũng tuyên bố ông sẽ ra tranh cử tổng thống Nga năm 2024. Truyền thông Nga đưa tin, tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho người tham gia kế hoạch quân sự, anh hùng chủ tịch quốc hội Cộng hòa Donetsk DNR tự xưng Atom Yoga về kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ tổng thống mới. Ông Yoga cho biết đã chuyển yêu cầu của người dân ở các khu vực mới của Nga, các quân nhân tham gia kế hoạch quân sự và những người Nga khác đề nghị đương kim tổng thống Putin ra tranh cử vào năm 2024 và ông Putin đã đồng ý. Chủ tịch Quốc hội DNR nói với các phóng viên sau cuộc tiếp xúc với tổng thống Putin: "Tôi đã nói rằng thay mặt cho cư dân của các lãnh thổ thống nhất Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugan, các vùng Kherson, Zaporizhia, tất cả các quân nhân từ tất cả bạn bè và người quen của tôi, chúng tôi yêu cầu ông ấy tham gia cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga. Ông ấy nói rằng thời thế có khác nhau, có những thời điểm khó khăn, gian nan, nhưng hiện tại ông ấy sẽ ở bên người dân, ông ấy sẽ ra tranh cử. Một đại diện của Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền đã bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện đối với việc ứng cử của ông Putin. Trước đó, Đảng nước Nga công bằng Just Russia đã công bố kế hoạch đề cử ông Putin làm ứng cử viên tổng thống trong một cuộc họp của đảng này vào ngày 23 tháng 12. Chia sẻ trên đài truyền hình Ukraine, ông Mikhail Podolyak, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã chia sẻ về việc tất cả nam giới ở miền Tây Ukraine đều nhận được thông báo quân dịch. Trong đó, ông Podolyak thừa nhận kế hoạch điều quân này sẽ gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine đã bảo vệ quyết định huy động quân và chỉ trích những người Ukraine muốn sống trong một quốc gia tự do nhưng không muốn bảo vệ các quyền tự do này. Ông nói thêm rằng tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn nếu Nga giành được chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay. Ông Podolyak cho biết thêm, Kiev có ý định thay đổi cách thức tuyên truyền về việc huy động quân. Ông giải thích, thành công của việc huy động binh sĩ phụ thuộc nhiều vào khả năng chính phủ có thể thuyết phục được những người không thực sự hiểu về xung đột và hậu quả xung đột. Ukraine đã tuyên bố tổng động viên ngay sau khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Thời điểm ấy, Kiev cấm phần lớn nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, nỗ lực tổng quân đã không thành công do vấn đề tham nhũng tràn lan và tình trạng trốn quân dịch. Theo BBC, khoảng 20.000 người đã trốn khỏi Ukraine để tránh bị đưa ra tiền tuyến và bị bắt trong quá trình này. Hồi cuối tháng 11, tổng thống Zelensky tiết lộ một kế hoạch huy động quân mới nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Alexei Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết Kiev đã ký hợp đồng với các công ty tuyển dụng để lôi kéo những người không muốn nhập ngũ. Trước đó, quan chức này cho biết trong cuộc xung đột với Nga, mọi công dân Ukraine phải tham chiến hoặc thực hiện nghĩa vụ. Đài BBC của Anh khi đó cũng đưa tin dữ liệu chính thức của EU tiết lộ 650.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã rời khỏi Ukraine và đến cư trú ở châu Âu. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều vì nhiều người tị nạn không được đăng ký chính thức tại EU hoặc có thể đã di chuyển sang các điểm đến phổ biến khác như Mỹ hoặc Canada. Theo thiết quân luật của Ukraine, công dân nam trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị cấm xuất cảnh, ngoài những trường hợp miễn trừ vì lý do y tế, giáo dục và kinh doanh. Huy động lực lượng là một chủ đề gây nhiều tranh cãi ở Ukraine, với những cáo buộc có thể đưa hối lộ để tránh bị nhập ngũ. Giấy chứng nhận y tế giả có thể được mua với giá ít nhất là 3.000 đô la Mỹ Tổng thống Zelensky hồi tháng 8 đã sa thải tất cả các quan chức phụ trách những trung tâm tuyển quân khu vực trong bối cảnh vụ bê bối tham nhũng lan rộng, đồng thời tuyên bố sẽ điều tra hình sự các âm mưu trục lợi. Những cả số lượng và chất lượng tân binh cho quân đội Ukraine đều thiếu khi xung đột kéo dài. Một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói với tờ Financial Times của Anh, Ukraine cần binh sĩ ở trạng thái thể lực tốt nhất, khi đề cập đến độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine trên chiến trường là 30 đến 40 lớn hơn những quân nhân bình thường khoảng 10 tuổi. Nỗ lực củng cố nhân lực của Ukraine diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công của nước này bắt đầu vào mùa hè đã chậm lại và không đạt được bất kỳ bước tiến nào. Phía Moscow cho biết Kiev đã chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch này. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc xung đột của nước này với Nga đã bước sang một giai đoạn mới và lực lượng vũ trang Ukraine còn những trận chiến mùa đông khó khăn phía trước. Tổng thống Zelensky nêu rõ ông hài lòng với kết quả của cuộc phản công. Xét đến việc lực lượng vũ trang Ukraine không rút lui khi đối đầu với quân đội mạnh thứ hai trên thế giới. Ông Zelensky nhận xét, Chúng tôi tiếp tục tổn thất về nhân lực. Chúng tôi không có đủ vũ khí như mong muốn. Tôi không thể hài lòng nhưng cũng không thể phàn nàn quá nhiều. Tổng thống Zelensky thừa nhận chính quyền Ukraine kỳ vọng về kết quả khả quan hơn từ cuộc phản công gần đây của quân đội nước này, nhưng điều đó đã không đạt được. Ông giải thích rằng Kiev không nhận được tất cả vũ khí cần thiết từ phương Tây và điều này đã ngăn cản bước tiến mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Ông Zelensky lưu ý thêm, mặc dù Ukraine không có đủ sức mạnh để sớm đạt được kết quả mong muốn, nhưng điều này không có nghĩa là Kiev sẽ bỏ cuộc. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nước này cũng đã đạt được một số thành công nhất định. Quân đội Ukraine đã tiến lên dần dần, mặc dù thực tế là phía Nga được trang bị và phòng thủ tốt hơn. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội biển đen của Nga cũng mang lại kết quả. Ông Zelensky thông báo Ukraine đang tập trung vào tăng cường sản xuất vũ khí ở trong nước và lĩnh vực này đang được phân bổ một phần lớn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên cho đến nay, năng lực sản xuất vẫn chưa đủ để lật ngược cục diện xung đột. Giải pháp tiếp theo có thể là từ các khoản vay và hợp đồng sản xuất vũ khí với các đồng minh phương Tây. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng vào năm 2024, nước này sẽ nhân rộng việc sản xuất tên lửa và thiết bị quân sự. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram của mình rằng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sau đó có thể leo thang thành thế chiến thứ ba, chưa bao giờ thực tế đến thế. Các nhà lãnh đạo Mỹ khác cũng cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh với Nga nếu nước này hoặc nước khác không hỗ trợ. Theo RT, ông Medvedev đã cân nhắc về điều mà ông gọi là sự hăm dọa của Tổng thống Joe Biden với Quốc hội Mỹ. Ông Medvedev đề cập tới lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Mỹ với các nhà lập pháp nước này về việc phê chuẩn gói an ninh 111 tỷ đô la Mỹ, trong đó có cả các khoản tài trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nguy cơ đối đầu trực tiếp hiện đang ở mức cao nhất. Chưa có chính quyền Mỹ nào từng yêu cầu hỗ trợ tài chính như vậy cho một quốc gia đang trải qua quá trình sụp đổ. Tổng thống Mỹ Biden cho biết trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tháng 12 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tấn công các nước NATO sau khi chiếm được Ukraine Điện Kremlin đã nhiều lần đảm bảo rằng Nga không gây ra mối đe dọa nào cho phương Tây. Ông Medvedev khẳng định, kế hoạch trên của chính quyền Mỹ không có gì mới, tuy nhiên có một điểm khác biệt là chưa có một tổng thống Mỹ nào làm như vậy. Quan chức Moscow cảnh báo, chưa bao giờ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, mối đe dọa về một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO dẫn tới thế chiến 3 lại thực tế đến vậy. Đây không phải lần đầu tiên các quan chức Nga, Mỹ cảnh báo về nguy cơ bùng phát thế chiến 3 hoặc xung đột cá nhân. Theo ông Medvedev, phương Tây đang đẩy thế giới đến bờ vực Thế chiến 3, đến một thảm họa toàn cầu, viễn cảnh không bao giờ có người chiến thắng. Ông nói rằng đó là lý do buộc Nga phải tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong bài phát biểu trực tuyến tại diễn đàn Doha hôm 10 tháng 12, kết quả của cuộc chiến chống Nga do Mỹ gây ra thông qua Ukraine đã rõ ràng. Bạn đã đề cập đến sự mở rộng của NATO nhưng kết quả chính đối với chúng tôi là nga đã trở thành mạnh mẽ hơn nhiều trước những diễn biến này theo ông Lavrov mọi chuyện sẽ tiếp tục tiếp diễn như vậy cho đến khi các hoạt động chiến đấu ở ukraine kết thúc tuần trước tổng thống nga vladimir putin đã cáo buộc phương tây đang cố gắng đè bẹp nga nhưng khẳng định những nỗ lực này chắc chắn sẽ thất bại phương tây đang tìm cách gạt nga ra ngoài để làm suy yếu và cuối cùng là mong muốn đè bẹp nga nhưng họ sẽ không thành công không bao giờ thành công ông Putin phát biểu sau buổi lễ trao danh hiệu cấp nhà nước tại Điện Kremlin. Tổng thống Nga cũng tuyên bố rằng Ukraine không giống như Nga vì đối phương gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn tài trợ và cung cấp quân sự nước ngoài. Ông chủ Điện Kremlin dẫn lời cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp françois Hollande hồi năm 2022 thừa nhận rằng các thỏa thuận Minsk Khuôn khổ hòa bình mà do Đức và Pháp làm trung gian giữa Nga và Ukraine vào năm 2015 chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian để giúp Kyiv xây dựng quân đội. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đã sẵn sàng tuân thủ các giao thức và ban đầu không hề can dự vào vấn đề ở Ukraine. Ông Putin cũng tuyên bố rằng Ukraine khác với Nga không hề có tương lai vì Kyiv đang phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn viện trợ nước ngoài và viện trợ quân sự. Trước đó tại diễn đàn đầu tư nước Nga vẫy gọi, Tổng thống Putin cũng từng tuyên bố không ai có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của nước Nga. Lãnh đạo Nga cho rằng các lệnh trừng phạt với quy mô chưa từng có mà phương Tây áp đặt với Nga là cuộc tấn công dữ dội, nhưng không thể dám đòn mạnh vào nền kinh tế nước này. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AFP mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết các mục tiêu của Điện Kremlin về phi quân sự hóa Ukraine sẽ không thay đổi. Khi được hỏi về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, bà Zakharova nói rằng Ukraine sẽ cần phải khẳng định tình trạng trung lập không liên kết và không có hạt nhân, cũng như thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số sống ở đất nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh, Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng giải quyết xung đột bằng ngoại giao. Theo bà Zakharova, Ukraine và các nước phương Tây có trách nhiệm thúc đẩy tiến trình này. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu sau buổi lễ trao danh hiệu cấp nhà nước tại Điện Kremlin rằng phương Tây đang tìm cách gạt Nga ra ngoài để làm suy yếu và cuối cùng là mong muốn đè bẹp Nga, nhưng họ sẽ không thành công, không bao giờ thành công. Theo đó, ông chủ Điện Kremlin dẫn lời cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande hồi năm 2022 thừa nhận rằng các thỏa thuận Minsk, khuôn khổ hòa bình mà do Đức và Pháp làm trung gian giữa Nga và Ukraine vào năm 2015 chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian để giúp Kiev xây dựng quân đội. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã sẵn sàng tuân thủ các giao thức và ban đầu không hề can dự vào vấn đề ở Ukraine. Ông Putin cũng tuyên bố rằng Ukraine khác với Nga không hề có tương lai vì Kiev đang phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn viện trợ nước ngoài và viện trợ quân sự. Trước đó, tại diễn đàn đầu tư nước Nga vẫy gọi, Tổng thống Putin cũng từng tuyên bố không ai có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của nước Nga. Lãnh đạo Nga cho rằng các lệnh trừng phạt với quy mô chưa từng có mà phương Tây áp đặt với Nga là cuộc tấn công dữ dội nhưng không thể dáng đòn mạnh vào nền kinh tế nước này. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AFP công bố hôm 9 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết các mục tiêu của Điện Kremlin về phi quân sự hóa Ukraine sẽ không thay đổi. Khi được hỏi về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, bà Zakharova nói rằng Ukraine sẽ cần phải khẳng định tình trạng trung lập không liên kết và không có hạt nhân, cũng như thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số sống ở đất nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng giải quyết xung đột bằng ngoại giao. Theo bà Zakharova, Ukraine và các nước phương Tây có trách nhiệm thúc đẩy tiến trình này. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc Mỹ đang lợi dụng các đồng minh trong nền kinh tế toàn cầu để duy trì sự thống trị trên thế giới. Phát biểu trên đã được đưa ra tại diễn đàn tiếng gọi nước Nga. Trong đó, tổng thống Nga nói Mỹ đang muốn sử dụng toàn cầu hóa như một công cụ để duy trì vị thế thống trị trên thế giới. Ông Putin nhận định Washington đã không ngần ngại lợi dụng các quốc gia khác, bao gồm cả các đồng minh để đạt được mục tiêu này. Bên cạnh đó, tổng thống Putin cho rằng thế giới hiện vẫn có cơ hội xây dựng một nền kinh tế toàn cầu mới, thực sự dân chủ. Theo ông Putin, toàn cầu hóa được cho là mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế và mang lại cho mọi quốc gia cơ hội bình đẳng để phát triển, nhưng điều này không hề xảy ra trên thực tế. Tại diễn đàn, Tổng thống Nga nhấn mạnh Mỹ có tầm nhìn riêng về một thế giới toàn cầu hóa, trong đó Mỹ đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên hiện nay, trật tự thế giới này đang dần được thay thế bằng một trật tự đa cực, trong đó ông Putin gọi đây là một quá trình không thể đảo ngược. Trong bối cảnh thay đổi, Nga đang tìm cách thiết lập một mô hình kinh tế toàn cầu mới, thực sự dân chủ, dựa trên sự cạnh tranh công bằng giữa tất cả các chủ thể, Tổng thống Nga khẳng định. Việc Washington và các đồng minh áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga đã thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ sử dụng đồng đô la Mỹ sang dùng đồng tiền riêng của quốc gia. Vào cuối tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nhiều quốc gia, không chỉ Moscow, đang giảm dần sự phụ thuộc vào tiền tệ phương Tây bằng cách sử dụng các giải pháp thay thế trong thanh toán thương mại nước ngoài. Vào thời điểm đó, ông Lavrov cho rằng mô hình toàn cầu hóa không công bằng và không cân bằng đã trở nên lỗi thời Ông đồng thời chỉ trích Washington vì biến đồng đô la Mỹ thành vũ khí trong các cuộc chiến thương mại toàn cầu và phá hủy tính chất cạnh tranh tự do toàn cầu khi ngăn chặn hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới. Oleksandr <laughs> Sisky, tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine cho biết tình hình tác chiến ở miền Đông đang gặp khó khăn. Đối phương không ngừng tấn công dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc. Tôi đã phân tích kỹ lưỡng tình hình và cân nhắc các phương án hành động tiếp theo cùng với các chỉ huy đang làm nhiệm vụ phòng thủ trên mặt trận. Trong khi đó, RT đưa tin lực lượng Nga đã dương cờ khu vực ngoại ô thành trì Marinka, một thành phố chiến lược ở Donetsk. Lá cờ Nga xuất hiện ở con đường vòng quanh thành phố ở vùng ngoại ô phía tây Marinka. Quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát một số tòa nhà ở tây Marinka. Ngoài việc là thành trì chính của các đơn vị Ukraine ở khu vực Donbass, Marinka còn đóng vai trò là khu vực để Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Donetsk nếu Nga giành được Marinka, các khu định cư Alexandrovka, quận Petrovsky và khu phố Tekstilchik của thành phố Donetsk sẽ nằm ngoài tầm bắn của quân đội Ukraine. Trong khi đó, theo giới tình báo Anh cho rằng, Nga bắt đầu chiến dịch nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay khi sử dụng các tên lửa hành trình từ trên không KH-101. Trang The Kiev Independent vừa qua dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, đợt tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev và miền trung Ukraine mới đây dường như là khởi đầu của chiến dịch phối hợp hơn nhằm làm suy yếu hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo đó, lực lượng Nga có thể đã sử dụng máy bay Tu-95 để phóng tên lửa hành trình từ trên không Kh-101, lần đầu tiên loại tên lửa này được sử dụng kể từ ngày 21 tháng 9. Trong khi đó, Ukraine đang chuẩn bị đối phó thêm một mùa đông khắc nghiệt trong chiến sự. Giới phân tích dự báo Nga sẽ phóng tên lửa vào máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng trọng yếu trên cả nước. Mùa đông năm ngoái, Nga tấn công khiến nhiều nơi tại Ukraine mất điện chủ yếu dùng các tên lửa hành trình phóng từ trên không như KH-101. Thưa quý vị, giữa lúc xe tăng Israel tiến vào trung tâm thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, Hamas cảnh báo sẽ không có con tin nào còn sống và rời khỏi lãnh thổ này, trừ khi yêu cầu của họ về việc thả tù nhân được đáp ứng. Theo AFP, trong một tuyên bố được phát trên truyền hình ngày 10 tháng 12, một phát ngôn viên của Hamas cho biết Israel sẽ không tiếp nhận tù nhân còn sống trở về nếu không có sự trao đổi, đàm phán và đáp ứng các yêu cầu của phe kháng chiến. Trước đó vào tháng 11, quan chức cấp cao của Hamas, Bassem Neim, cho biết lực lượng này sẵn sàng thả toàn bộ binh lính để đổi lấy tất cả tù nhân của chúng tôi. Chính phủ Israel xác định hàng trăm con tin vẫn còn ở Gaza, trong khi các nhà hoạt động cho biết hàng nghìn người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Cũng trong ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Hamas đầu hàng. Đây là khởi đầu cho sự kết thúc của Hamas. Tôi nói với Hamas, mọi chuyện đã kết thúc. Đừng chết vì Yahya Sinwa, hãy đầu hàng ngay. Ông nói, đề cập đến người đứng đầu Hamas ở Gaza. Trong một diễn biến khác, Reuters trích dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bao gồm 193 nước thành viên, nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu vào ngày 12 tháng 12 về một dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải Gaza. Động thái dự kiến diễn ra tiếp sau việc Mỹ dùng quyền phủ quyết việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần trước phê chuẩn nghị quyết yêu cầu Israel Hamas dừng giao tranh. 13 nước thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an, bao gồm cả Nga, Pháp và Trung Quốc, đều ủng hộ dự thảo nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đề xuất. Trong một thông điệp đăng tải trên Twitter ngày 10 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lấy làm tiếc vì Hội đồng Bảo an đã không thông qua nghị quyết của UAE, đồng thời khẳng định ông sẽ không từ bỏ những nỗ lực nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Gaza. Bên cạnh đó, giao tranh đã biến phần lớn khu vực phía Bắc giải Gaza thành đống đổ nát, hơn 60% nhà cửa tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hại, khoảng 1,8 triệu người trong tổng số 2,3 triệu dân phải sơ tán. Hệ thống y tế tại đây tê liệt hoàn toàn và người dân sống trong cảnh thiếu nước, nhiên liệu và lương thực nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới WFP, đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói nghiêm trọng tại Gaza. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích nhận định leo thang xung đột ở Gaza có nguy cơ châm ngòi cho làn sóng bạo lực rộng lớn hơn trong khu vực. Hậu quả sẽ vô cùng lớn và nhanh chóng lan tới các nước khác như Iraq, Iran, Syria và Yemen. Xung đột càng kéo dài thì các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và các kênh tài chính khác sẽ càng bị ảnh hưởng nhiều hơn dòng người tị nạn có thể gia tăng đáng kể, gây thêm áp lực tài chính và xã hội ở các quốc gia tiếp nhận. Ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bày tỏ không hài lòng với quan điểm chống Israel của Nga. Theo tuyên bố mới nhất của Israel, khi nói chuyện với ông Putin, ông Netanyahu bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về sự hợp tác nguy hiểm giữa Nga với Iran trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể để giảm bớt nỗi đau khổ của dân thường và giảm gia tăng xung đột tại giải Gaza. Trước đó, Nga ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Nghị quyết này đã bị Mỹ phủ quyết. Điện Kremlin nói, ông Vladimir Putin tái khẳng định quan điểm nguyên tắc bác bỏ và lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Đồng thời, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Israel không thể lấy vụ tấn công của Hamas để biện minh cho việc trừng phạt tập thể người Palestine. Cũng như nhiều nước khác, Nga phản đối việc Israel tấn công giải Gaza. Trong cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera đăng hôm 10 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định lại lập trường của Nga, rạch ròi giữa lỗi của Hamas và lỗi của Israel. Ông Lavrov nói, Chúng tôi cực kỳ lên án vụ tấn công khủng bố nhắm vào Israel ngày 7 tháng 10, Đồng thời, chúng tôi không nghĩ rằng việc lấy sự kiện ấy để trừng phạt hàng triệu người Palestine một cách vô tội vạ là chuyện có thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có những lệnh tạm ngừng bắn vì nhân đạo ở Gaza và đề xuất phải có một kiểu giám sát thực địa tại đây. Ngoài ra, điện Kremlin cho biết thêm hai bên tiếp tục thể hiện sự quan tâm chung đối với hợp tác trong vấn đề sơ tán công dân Nga và các thành viên gia đình họ, cũng như việc trả tự do cho những người Israel bị giam giữ ở Gaza. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại các mối đe dọa, đảm bảo không gây ra những hậu quả thảm khốc cho dân thường. Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa qua đã không thể thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải Gaza với việc Mỹ, thành viên thường trực, sử dụng quyền phủ quyết. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định ngay trước cuộc bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn cho Gaza tại Hội đồng Bảo an. Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an nỗ lực hết sức để thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ khẩn cấp. Trong lúc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại, chúng ta không thể bỏ qua giải pháp khả thi duy nhất cho một tương lai hòa bình, một giải pháp hai nhà nước dựa trên cơ sở các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh. Điều này rất quan trọng đối với người Israel, người Palestine cũng như đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Con mắt của thế giới và con mắt của lịch sử đang dõi theo, đã đến lúc phải hành động. Tuy nhiên, Mỹ vẫn bỏ phiếu phản đối. Anh bỏ phiếu trắng với dự thảo nghị quyết này. Phó đại sứ Mỹ Robert Wood và đại sứ Anh Barbara Woodward lần lượt giải thích. Chúng tôi kêu gọi tạm dừng hơn nữa và lâu hơn để cung cấp viện trợ cho người Palestine và tạo không gian cho việc thả con tin tiếp theo. Nhưng chúng ta không thể bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết không lên án những hành động tàn bạo mà Hamas đã gây ra. Chúng ta kêu gọi ngừng bắn nhưng bỏ qua thực tế rằng Hamas đã tấn công Israel và vẫn bắt giữ dân thường làm con tin. Israel cần có khả năng giải quyết mối đe dọa do Hamas gây ra và họ cần phải làm như vậy. Các thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an tỏ ra khá thất vọng khi nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo không được thông qua. Nga chỉ trích chính, chính sách ngoại giao của Mỹ không hiệu quả, chỉ biết bảo vệ đồng minh và ngăn Hội đồng Bảo an can thiệp vào tình hình. Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE thất vọng vì một Hội đồng Bảo an chưa đoàn kết vì Gaza, dù đây chỉ là lời kêu gọi ngừng bắn. Đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc đã ngay lập tức nhận định Kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ khiến những tội ác nối tiếp tội ác hàng ngày và hàng triệu người Palestine tiếp tục bị đe dọa tính mạng. Hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuộc bỏ phiếu không thành công của Hội đồng Bảo an diễn ra trong bối cảnh Israel đang mở rộng phạm vi tấn công Hamas tại mọi khu vực ở Gaza người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 10 tháng 12 cho biết đã phát hiện một số máy bay từ Liban bay qua biên giới vào lãnh thổ quốc gia Do Thái, khiến hệ thống báo động ở vùng Galilee phải kích hoạt. Tuyên bố nêu rõ, hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công hai mục tiêu. Hai binh sĩ IDF bị thương ở mức vừa phải và một số khác bị thương nhẹ do bị trúng các mảnh vỡ và hít phải khói. Các binh sĩ đã được sơ cứu y tế tại một bệnh viện và thân nhân của họ cũng đã được báo tin. Trước đó, lúc 10 giờ sáng, tức 15 giờ giờ Hà Nội, phong trào Hezbollah ở Liban tuyên bố lực lượng này đã bắn vào một tiền đồn của IDF ở phía tây hồ Galilee. Sau đó ít phút, trang tin Al-Mayaden đưa tin về một vụ tấn công khác vào các đồn biên phòng trong lãnh thổ Israel. Chiều cùng ngày, còi báo động tiếp tục vang lên tại các khu dân cư Beset, Leman và khu công nghiệp Achip Milos ở đông bắc Israel. Được cho là do các đợt tấn công mới từ phía lãnh thổ Liban. Đáp lại, IDF đã điều động máy bay chiến đấu và xe tăng tấn công vào một số cơ sở quân sự và hạ tầng của phong trào Hezbollah ở phía nam Beirut. IDF cũng điều động một trực thăng vũ trang tấn công vào vị trí ở khu vực giáp tách, nơi bị tình nghi đã phóng tên lửa chống tăng vào lãnh thổ Israel. Pháo binh Israel cũng bắn đạn cối vào khu vực Manara sau khi phát hiện có hỏa lực tấn công từ địa điểm đó vào miền bắc nước này. Giao tranh giữa phong trào Hezbollah ở Liban và Israel đã lên tới đỉnh điểm từ tuần trước kể từ khi xung đột nổ ra hồi đầu tháng 10 đến nay. Trong ngày 5 tháng 12, Hezbollah tuyên bố đã thực hiện 14 vụ tấn công trong ngày vào miền Bắc Israel. Phong trào Hezbollah đã nã hàng loạt đạn pháo và tên lửa nhằm vào một số cộng đồng sinh sống ở miền Bắc Israel, đặc biệt là Kiryat Mona, khiến một số cơ sở hạ tầng giao thông tại vùng này bị hư hại. Phía Israel cũng tấn công vào miền nam Liban, khiến một binh sĩ quân đội nước này thiệt mạng. Trong tuyên bố sau đó, quân đội Israel cho biết đang xem xét vụ tấn công gây tổn hại cho quân đội Liban ở miền nam Liban. Quân đội Israel khẳng định các lực lượng vũ trang Liban không phải là mục tiêu tấn công và lấy làm tiếc về vụ việc này. Theo hãng tin AFP, quân đội Israel cho biết các binh sĩ của nước này đã hành động tự vệ nhằm thủ tiêu mối đe dọa được xác định từ một khu vực và điểm quan sát ở Liban mà Hezbollah sử dụng. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, cũng đã xác nhận một binh sĩ quân đội Liban đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel, đồng thời khẳng định quân đội Liban không can dự vụ xung đột hiện nay. Từ đầu tháng 10 đến nay, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã giao tranh quyết liệt ở biên giới Liban Israel. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố không muốn chiến tranh với phong trào Hezbollah, cảnh báo lực lượng vũ trang của Liban này sẽ phải trả giá đắt nếu chọn giải pháp chiến tranh. Ông Galan khẳng định nếu Hezbollah có thái độ kiềm chế, Tel Aviv sẽ giữ tình hình ở nguyên trạng như hiện nay, đồng thời cảnh báo nếu chọn giải pháp chiến tranh, lực lượng vũ trang của Liban này sẽ phải trả giá đắt. Cùng thời điểm đó, truyền thông quốc tế cho biết, các máy bay Israel đã bắn hai tên lửa vào khu vực ngoại ô thị trấn Manwahin. Pháo binh Israel cũng đã bắn 45 quả đạn pháo vào thị trấn, các thị trấn Mawahin và Blida ở khu vực Tây Nam Liban. Vừa qua, ông Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Anthony, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar nói rằng Qatar và các đối tác quốc tế đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi, đàm phán tìm lối ra cho cuộc xung đột Israel-Hamas, song chưa thấy thiện trí của hai bên như lần thỏa thuận ngừng bắn. Ông chia sẻ rằng, dù biết vấn đề rất phức tạp và gặp nhiều cản trở, nhưng Qatar vẫn đang nỗ lực thúc đẩy quá trình hòa đàm theo ông Anthony, Gaza đang phải chứng kiến một thảm họa nhân đạo chưa từng thấy và cộng đồng quốc tế có quyền đặt câu hỏi rất chính đáng về bản chất của các hệ thống quốc tế cũng như tính hiệu quả của các nguyên tắc và luật pháp quốc tế. Ông Anthony cảnh báo, nếu chúng ta thực sự trung thực và cùng nhau hướng tới một tương lai chung, chúng ta phải bắt đầu bằng việc nhận thức được những thiếu sót trong trật tự thế giới của chúng ta. Những thiếu sót này sẽ tạo điều kiện cho các xung đột tiếp tục diễn ra và ngăn cản chúng ta đạt được một giải pháp dù không nhắc đích danh bên nào trong cuộc xung đột, ông Anthony lên án việc nhắm mục tiêu vào dân thường, bao gồm phụ nữ và trẻ em, là vi phạm luật pháp quốc tế. Trước đó, người dân ở giải Gaza đã được khuyến cáo di tản đến vùng an toàn ở thị trấn Al-Masawi, vùng biển phía nam giải Gaza gần địa Trung Hải. Với diện tích chỉ 8,5 km vuông, nhỏ hơn cả sân bay quốc tế Heathrow, Vương quốc Anh, những người dân di chuyển đến đây đã nói đây không phải là một hành lang nhân đạo đủ điều kiện. Sau khi một số bức ảnh được chụp lại cho thấy cảnh người dân ở thành phố Khan Yunis đi thu thập thi thể và để tang những người trong gia đình không may thiệt mạng, cố vấn cấp cao của chính phủ Israel, ông Mark Regev cho biết Israel luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ tính mạng cho dân thường. Phía Israel hiện cũng đang tiến hành các hoạt động ngoại giao quốc tế nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho các chiến dịch nhằm loại bỏ lực lượng Hamas. Tuy nhiên, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các đồng minh đang có cách tiếp cận không nhất quán, khi một mặt ủng hộ chiến dịch của Israel, mặt khác gây áp lực sớm kết thúc cuộc xung đột. Ông Netanyahu cũng từng tuyên bố rằng hàng tá lãnh đạo của lực lượng Hamas đã đầu hàng, hạ vũ khí và tự nộp mình cho các chiến sĩ anh hùng của Israel. Trong khi đó, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo tác động thảm khốc của xung đột Israel-Hamas đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Gaza. Theo người đứng đầu WHO, chỉ có 14 trên 36 bệnh viện ở giải Gaza hoạt động được một phần, bất chấp việc số bệnh nhân đang tăng. Ông Tedros cho biết tình trạng quá đông bệnh nhân đang tạo ra điều kiện lý tưởng cho dịch bệnh lây lan. Ông Tedros cũng nói rằng ông vô cùng lấy làm tiếc vì dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không được thông qua, dù thừa nhận các cuộc đàm phán tại Hội đồng Bảo an là khó khăn, Tổng Giám đốc WHO nhắc lại rằng lệnh ngừng bắn là cách duy nhất để thực sự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân Gaza. Thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10 tháng 12 đã kêu gọi các tay súng thuộc phong trào Hamas của Palestine đầu hàng ngay bây giờ. Ông Netanyahu cho rằng hồi kết của phong trào Hamas đã cận kề trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài hơn 2 tháng ở giải Gaza vẫn tiếp diễn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10 tháng 12 đã kêu gọi các tay súng thuộc phong trào Hamas của Palestine đầu hàng ngay bây giờ. Trong một tuyên bố, ông Netanyahu cho biết cuộc chiến vẫn tiếp diễn nhưng đã bắt đầu hồi kết đối với Hamas. Theo ông Netanyahu, mọi chuyện đã kết thúc và các tay súng Hamas nên đầu hàng. Trong khi đó, cánh vũ trang của phong trào Hamas cùng ngày tuyên bố sẽ không thả con tin nếu Israel không chịu đàm phán. Theo phía Hamas, Israel sẽ không thể giải cứu được bất cứ con tin nào trừ khi nước này tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận trao đổi có điều kiện. Đại truyền hình Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn các lữ đoàn Al của phong trào Hamas Abu Ubaida khẳng định Israel sẽ không thể dùng vũ lực để giải cứu con tin và nhắc lại chiến dịch thất bại của Tel Aviv ở Khan Yunis hôm 8 tháng 12 vừa qua. Người phát ngôn trên cũng tuyên bố trong 10 ngày qua, kể từ khi nối lại giao tranh, Hamas đã phá hủy một phần hoặc toàn bộ 180 xe chở quân, xe tăng và máy ủi của Israel. Tuyệt vọng chạy trốn khỏi cuộc tấn công trên bộ mở rộng của Israel, hàng chục nghìn người Palestine đang tập trung vào một khu vực ngày càng bị thu hẹp của giải Gaza. Hình ảnh do hãng tin Reuters công bố cho thấy cảnh tượng chưa từng có ở Rafah, thành phố biên giới giữa Gaza và Ai Cập khi những căn lều của người tị nạn đã mọc lên san sát ở đây. Rafah hiện là cửa ngõ duy nhất đưa hàng viện trợ từ ngoài vào giải Gaza và là nơi mà một số lượng tương đối nhỏ người dân được phép ra ngoài kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu. Giờ đây, Rafah còn là trốn dung thân tạm thời của hàng chục nghìn người Palestine ở Gaza đang trốn chạy chiến tranh, xung đột. Họ un un đổ về đây do quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch trên bộ sang phần nam của giải đất, mà không biết đây có phải là điểm dừng chân cuối cùng trên con đường thiên lý của người tị nạn hay không những người tị nạn sơ tán tới Rafah sống chen chúc trong lều trại với điều kiện vô cùng tồi tệ. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động viện trợ của họ ở Gaza đang tàn tạ vì không có nơi nào trong khu vực bị Israel bao vây là an toàn. Còn Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gọi tình hình chăm sóc sức khỏe của Gaza là thảm họa khi chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện của giải Gaza chỉ có thể điều trị một phần cho những người bị bệnh và bị thương. Người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, UNRWA, ông Philip Lazarini, ngày 10 tháng 12 cho biết nhiều người tị nạn Palestine cáo buộc Israel đang tìm cách trục xuất người ở giải Gaza sang Ai Cập. Ông Lazarini cho biết thêm, kể từ tháng 10 năm 2023, hơn 270 người trú ẩn trong các cơ sở của UNRWA đã thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương. Hầu hết những nơi trú ẩn này đều nằm ở khu vực phía trung tâm và nam của giải Gaza nơi được cho là an toàn hơn. Phát biểu tại hội nghị diễn đàn Doha tại Qatar hôm 10 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Palestine Mohammad Steyer nói Mỹ cũng cần phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza cũng như thiệt hại về nhân mạng của người Palestine trong cuộc xung đột này. Cũng tại diễn đàn này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định ông sẽ không từ bỏ nỗ lực kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza đồng thời nói thêm rằng cuộc xung đột này đang làm suy yếu uy tín và thẩm quyền của Hội đồng Bảo an. Phát biểu của ông Guterres được đưa ra sau khi Mỹ phủ quyết đề xuất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas. Trước đó, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cũng đã lên án việc Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. Theo Tổng thống Palestine, động thái trên khiến Mỹ trở thành đồng lõa với những gì đang xảy ra với người Palestine. Ông Mahmoud Abbas cũng nói rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ đổ máu của trẻ em, phụ nữ và người già Palestine ở giải Gaza. Mỹ đã sử dụng quyền phủ quyết với nghị quyết của Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Nghị quyết này đã được hầu hết các thành viên của Hội đồng Bảo an và nhiều quốc gia khác ủng hộ. Cụ thể, theo kết quả cuộc bỏ phiếu trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, tỷ lệ ủng hộ với nghị quyết này là 13-1, trong đó Vương quốc Anh bỏ phiếu trắng. Lập trường khác biệt của Mỹ phản ánh sự dạn nứt ngày càng tăng giữa Washington và một số đồng minh thân cận nhất về cuộc xung đột tại Gaza. Pháp và Nhật Bản cũng là những nước ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn. Các ngoại trưởng Ai Cập, Jordan, chính quyền Palestine, Qatar, Ả Rập Xê Út và thổ Nhĩ Kỳ đều đã có mặt tại Washington vào ngày 8 tháng 12 để thuyết phục chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ việc kêu gọi ngừng bắn. Tuy nhiên, cuộc gặp của họ với Ngoại trưởng Anthony Blinken diễn ra sau cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc. Vừa qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột tại Gaza và tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế nhằm đạt được giải pháp chính trị lâu dài hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine. Trong tuyên bố, Tổng thống Abbas đánh giá xung đột giữa Israel và người dân Palestine nói chung đã lên đến mức báo động, đòi hỏi một hội nghị quốc tế và sự đảm bảo của các cường quốc thế giới. Theo ông Abbas, không chỉ giao tranh với phong trào Hamas tại Gaza, các lực lượng Israel có tăng cường các vụ tấn công tại khu vực bờ Tây bị chiếm đóng trong năm qua, trong bối cảnh leo thang các vụ bạo lực do những người định cư thực hiện nhằm vào các thị trấn của người Palestine. Ông cũng tái khẳng định quan điểm ủng hộ đàm phán trên cơ sở hội nghị hòa bình quốc tế hướng tới giải pháp được các cường quốc bảo trợ nhằm thiết lập nhà nước Palestine tại giải Gaza, bờ Tây và đông Jerusalem. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mở cửa khẩu Kerem Shalom để vận chuyển hàng cứu trợ vào Gaza. Trong cuộc đệ đàm giữa hai nhà lãnh đạo, ông Macron khẳng định sự cần thiết của việc bảo vệ dân thường tại Gaza, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc đạt được lệnh ngừng bán lâu dài. Theo ông, Israel cần triển khai các biện pháp cần thiết để chấm dứt các vụ bạo lực của những người định cư nhằm vào người dân Palestine tại bờ Tây. Theo thống kê của chính quyền Palestine, các vụ tấn công của Israel và người định cư tại bờ Tây đã khiến ít nhất 236 người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Khi xung đột giữa Hamas và Israel ở giải Gaza chưa có dấu hiệu chấm dứt, các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cố gắng tái khẳng định cam kết đối với các nước đông địa Trung Hải khi lo ngại xung đột lan rộng khắp khu vực. Mối đe dọa mới ở Trung Đông đã thu hút quan tâm của các thành viên NATO giữa lúc cuộc chiến của Nga ở Ukraine tiếp diễn. Họ lo ngại cho sự an toàn của lực lượng NATO ở Iraq, tình trạng hỗn loạn ở các nước đối tác Trung Đông của NATO như Jordani và căng thẳng bùng phát trở lại ở nhóm nước Nam Tư Cũ. Phát biểu trong cuộc họp của 31 Ngoại trưởng thành viên và ứng viên Thụy Điển ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tái khẳng định chính sách của Liên minh rằng Trung Đông nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của Liên minh và không có ý định can dự vào xung đột Israel-Hamas. Tuy nhiên, các phái đoàn thành viên nhấn mạnh rằng NATO không nên thở ơ trước những tác động an ninh tiềm tàng từ xung đột ở Gaza. Trong khi đau đầu với hai cuộc chiến lớn ở Ukraine và Gaza, các thành viên NATO cũng phải giải quyết những căng thẳng mới bùng phát trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Serbia và Kosovo, nơi liên minh triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình từ năm 1999. Giao tranh nhiều lần bùng phát ở khu vực này kể từ khi Nam Tư tan rã vào đầu những năm 1990, Tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO Litva hồi tháng 7, các lãnh đạo đã xem xét đề xuất do Bồ Đào Nha đưa ra để giải quyết các mối đe dọa và cơ hội hợp tác ở sườn Nam, đặc biệt là khu vực Trung Đông, Sahel và Bắc Phi. Ông Stoltenberg nói tháng trước, một phần sự bất ổn mà chúng tôi thấy ở sườn Nam Liên minh liên quan tới xung đột ở Trung Đông với tư cách nhà đảm bảo an ninh của châu Âu, NATO những năm gần đây chịu trách nhiệm đối phó với những rủi ro của lục địa như khủng bố và tình trạng di cư không kiểm soát từ các khu vực phía nam, gồm Trung Đông và châu Phi. Liên quan tới xung đột ở Nga-Ukraine, phát biểu tại một hội thảo ở Mỹ vừa qua, tướng Jane Hacker, Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu, USAFE và Bộ chỉ huy Không quân đồng minh của NATO cho biết Mỹ và đồng minh đã thu được nhiều bài học quý giá từ xung đột tại Ukraine để áp dụng vào các cuộc chiến tại châu Âu trong tương lai. Tướng Hacker nói, Bài học chính ở đây là Mỹ và NATO cần phải tìm ra phương pháp để đánh bại các hệ thống phòng không mạnh của đối phương. Theo ông Hacker, việc cả Ukraine và Nga đều sở hữu nhiều vũ khí phòng không hiện đại là nguyên nhân khiến không bên nào chiếm được ưu thế trên không để tiêm kích có thể tự do hoạt động hàng loạt áp lực từ các cuộc xung đột đã cho thấy nato hụt hơi trong việc đưa ra các quyết định hội nghị ngoại trưởng tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã phải gác lại một loạt vấn đề nóng từ tăng cường viện trợ cho ukraine trong xung đột đến tiến trình gia nhập khối của thụy điển nhìn vào chương trình nghị sự cuộc họp lẽ ra phải là một bữa tiệc mừng công khi được lên kế hoạch để kỷ niệm việc thụy điển gia nhập liên minh quân sự bắc đại tây dương nhưng cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đều chưa phê chuẩn hồ sơ của Thụy Điển dù trước đó đã bật đèn xanh. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nhấn mạnh: "Chúng tôi rất thất vọng vì Thụy Điển cho đến nay vẫn chưa thể trở thành thành viên NATO. Sức mạnh của liên minh chúng ta nằm ở sự đoàn kết của các đồng minh. 29 quốc gia đã phê chuẩn tư cách ứng cử viên của Thụy Điển, hai quốc gia vẫn chưa làm điều đó. Chúng tôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary sẽ nhanh chóng phê chuẩn tư cách thành viên Thụy Điển." sức mạnh và độ tin cậy của nato đang bị đe dọa và chúng ta không thể lãng phí thêm một ngày nào nữa một vấn đề gây chia rẽ khác là cuộc xung đột tại ukraine dù tất cả các nước đều nhất trí phải duy trì ủng hộ ukraine song việc cả quốc hội mỹ và liên minh châu âu đều đang chỉ hoãn thông qua gói viện trợ bổ sung cho quốc gia đông âu có nguy cơ phá vỡ khối đoàn kết mà liên minh quân sự vẫn cố gắng cho thấy đến nay cũng tại cuộc họp, NATO đã tìm cách tránh leo thang căng thẳng với Nga trong bối cảnh Phần Lan trong tuần này đã quyết định đóng tất cả các cửa khẩu với Nga để ngăn người nhập cư trái phép. Dù chỉ trích Nga tìm cách gây áp lực lên các nước láng giềng, song NATO cũng khẳng định Phần Lan không yêu cầu sự giúp đỡ từ NATO. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!